Chung kết thế giới đang đến rất gần và Riot cũng đã dục dịch chuẩn bị một phiên bản mới toanh dành riêng cho sự kiện lớn nhất năm này. Phiên bản 10.19 cũng sẽ không có gì quá điên rồ bởi nó sẽ tập trung vào việc cân bằng cho chung kết thế giới, tránh việc một tướng nào đó quá mạnh ở một vị trí so với phần còn lại. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cô nàng xạ thủ với khả năng chặt chém như một đấu sĩ thực thụ, Samira, sẽ chính thức xuất hiện, cùng hàng loạt thay đổi dành cho lớp tướng đường dưới, hứa hẹn biến khu vực này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hôm nay hãy cùng xem game.com tìm hiểu top 5 thay đổi vô cùng quan trọng bạn không thể bỏ qua trong phiên bản 10.19, phiên bản chính thức của chung kết thế giới nhé. Tướng mới và dòng skin đặc vụ tiếp tục đổ bộ. Đầu tiên, Liên minh 10.19 chào đón sự xuất hiện chính thức của vị tướng thứ 151, Samira, sau một thời gian dài nhá hàng với những biểu tượng chữ S bí ẩn. Và cũng giống đợt ra mắt của Yone, Samira sẽ ngay lập tức có một skin riêng thuộc dòng đặc vụ siêu linh. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện của Samira tại chung kết thế giới vẫn còn được bỏ ngỏ. Vì Yone, một tướng quá OP trong thời gian qua, đã chính thức bị cấm xuất hiện khỏi chung kết thế giới một cách đáng tiếc. Bên cạnh Samira, Pyke, Victor, Zed, Kale sẽ là những đặc vụ siêu linh tiếp theo xuất hiện trong 10.19 và hoàn tất dòng skin này trong năm nay. Ngoài ra, LeBlanc quán quân cùng với True Damage Yasuo hàng hiệu cũng sẽ xuất hiện trong bản cập nhật này. Hàng loạt thay đổi nằm ở vị trí đường dưới. Đầu tiên, về cân bằng tướng, chúng ta sẽ đi đến những thay đổi nhắm vào vị trí đường dưới, nơi 6 tướng được điều chỉnh trong bản cập nhật này. Mở đầu chính là những điều chỉnh nhỏ nhất dành cho Aphelios và Lucian. Xạ thủ ánh trăng sau quá nhiều phiên bản bị giảm sức mạnh một cách trầm trọng sẽ được tăng nhẹ sức mạnh công kích cộng thêm ở mỗi cấp từ 2 lên 2.4. Ngược lại, Lucian sau hàng loạt phiên bản được tăng sức mạnh sẽ bị giảm sức mạnh công kích cộng thêm mỗi cấp từ 2.75 xuống 2.3. Giống như chồng của mình, xạ thủ đang đứng đầu meta trong khoảng thời gian gần đây là Senna cũng sẽ bị Riot điều chỉnh sức mạnh nội tại, dường như đang hoạt động quá tốt của cô. Theo đấy, tỷ lệ rơi linh hồn sẽ vơi đi một nửa từ 8.33 xuống chỉ còn 4.166% đối với lính Senna kết liễu, tức là 4 đợt lính mới có một linh hồn so với một linh hồn mỗi 2 đợt lính ở bản trước. Ngoài Senna, một xạ thủ thống trị meta khác trong rất nhiều phiên bản gần đây là Caitlyn cũng được Riot để mắt. Cô nàng sẽ tiếp tục bị giảm sát thương cơ bản từ 64 xuống 62 và giảm tốc đánh từ 4 xuống còn 3.5%. Trong khi đó, chiều ngược lại, Riot đang cho thấy sự ưu ái của mình dành cho các xạ thủ ở giai đoạn late game với buff dành cho Sivir và Vayne. Sivir nhận thêm tốc chạy từ nội tại, trong khi Vayne được buff trực tiếp sát thương cho chiêu cuối, giờ khắc cuối cùng, thêm 10 đơn vị, từ 25, 40, 55 lên 35, 50, 65. Rõ ràng đây là một động thái tích cực và có dụng ý đến từ Riot. Thế nhưng có lẽ những buff này vẫn chưa đủ để mang những xạ thủ late game trở nên hấp dẫn trong mắt các xạ thủ chuyên nghiệp. Akali tiếp tục bị sờ gáy, Irelia có khả năng quay lại chung kết thế giới. Bên cạnh hàng loạt thay đổi nhắm vào đường dưới, Riot cũng không quên đem đến những điều chỉnh nhắm vào vị trí đường trên, và cụ thể là hai con quái vật mà chính họ tạo ra, Akali và Irelia. Tuy nhiên cả hai lại có số phận khác nhau, khi Akali sẽ bị kiềm tỏa một chút sức mạnh sau khi những buff trước ở các phiên bản 10.17 đã tỏ ra quá hiệu quả. Sát thương cơ bản từ Q, phi đao 5 cánh, giảm từ 35, 60, 85, 110, 135, cộng 0.65 AP, xuống còn 30, 55, 80, 105, 130, cộng 0.6 AP. Đợt nớp này sẽ khiến cô bị phong ấn đôi chút sức mạnh và khả năng dồn sát thương của mình, thế nhưng vẫn không quá yếu đuối đến mức không thể dùng.
Trong khi đó với Irelia, cô tiếp tục nhận buff cho sát thương chiêu cuối, thanh kiếm tiên phong. Cả sát thương khi dùng chính xác lên kẻ địch, lẫn sát thương khi chạm phải bức tường đều được tăng ở các cấp độ sau. Cụ thể, sát thương khi dùng chính xác lên kẻ địch tăng từ 225, 325 lên 250, 375. Sát thương khi chạm phải bức tường tăng từ 200, 275 lên 250, 375. Mặc dù không phải nguồn sát thương chính của Irelia, thế nhưng đây là một động thái giúp cô có thể có thêm sát thương để hạ gục kẻ địch nhanh chóng hơn. Nên nhớ là những bản cập nhật trước, cô đã được tăng sát thương khá nhiều và cửa để Irelia xuất hiện thường xuyên trong chung kết thế giới là không hề nhỏ. Đường giữa, buff Ari và giảm nhẹ sức mạnh hai pháp sư. Đường giữa sẽ không có quá nhiều điều để nói vì những tướng pháp sư đều sẽ được Riot điều chỉnh nhẹ. Ari được giảm đi 1 giây thời gian hồi chiêu của W, lửa hồ ly ở mọi cấp từ 10, 9, 8, 7, 6, còn 9, 8, 7, 6, 5 giây. Trong khi đó, năng lượng dùng chiêu giảm từ 55 xuống 40, giúp cô tiết kiệm được lượng năng lượng trong khoảng thời gian đấu trận để trao đổi chiêu thức. Ở chiều hướng ngược lại, thần bài Twisted Fate và thần gà Azi sẽ bị Riot giảm sức mạnh. TF bị giảm một chút tốc chạy, trong khi đó Azi lại bị giảm khá nhiều tốc đánh cộng thêm. Theo đó, tốc đánh cộng thêm từ W sẽ giảm đi 5% mọi cấp, từ 20, 30, 40, 50, 60, còn 15, 25, 35, 45, 55%. Thay đổi tương tự với tốc đánh cộng thêm áp dụng lên lính. Có lẽ đây chỉ là một nước đi phòng hờ đến Riot vì Azi hiện tại không quá nổi bật với lượng sát thương, nhưng đây vẫn là một quân bài rất mạnh trong những pha giao tranh và kết hợp combo combo cực kỳ nguy hiểm. Điều chỉnh nhẹ những tướng đi rừng thất sủng. Ngoài những điều chỉnh dành cho lớp tướng đường giữa, Riot cũng tiếp tục công cuộc buff cho hai tướng đi rừng có tỷ lệ chọn khá thấp trong mọi meta là Ivern và Udyr. Ivern được tăng thêm 10% khả năng làm chậm đối phương từ 40, 45, 50, 55, 60 lên 50, 55, 60, 65, 70% từ chiêu E, giúp những pha ganh đầu trận của hắn thêm phần nguy hiểm. Trong khi đó, với Udyr, khả năng dọn những bãi quái đa mục tiêu của Udyr sẽ được tiếp tục gia tăng thêm một lượng sát thương phép từ 50, 95, 140, 185, 230, 275 cộng 0.6 AP lên 60, 110, 160, 210, 260, 310 cộng 0.7 AP. Tuy nhiên, dù cho việc liên tục được buff trong rất nhiều phiên bản, thế nhưng buff mà Riot dành cho Udyr cũng chỉ để cải thiện tỷ lệ cấm chọn cũng như tỷ lệ thắng của tướng này ở môi trường xếp hạng đơn mà thôi. Cuối cùng chính là gã xiềng xích Silas. Gã du mục đa vị trí này sẽ được buff khi được giảm thời gian hồi chiêu cuối từ 180-60 còn 170-40 giây. Có lẽ sự nguy hiểm mà Silas tạo ra tại MSI năm nào vẫn còn là một nỗi ác mộng, và đây cũng là lý do cho động thái buff khá nhẹ tay đến từ Riot. Vậy bạn nghĩ sao về những điều chỉnh trong phiên bản này? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!